Thưa quý vị, chuyển đổi số được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, sáng tạo, đoàn thanh niên thành phố đã được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng nòng cốt, hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, góp phần cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh. Tại đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho thành đoàn tuyên truyền hướng dẫn chuyển đổi số cho đoàn thanh niên, xây dựng đoàn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, lan tỏa chuyển đổi số. Với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng dịch vụ tiện ích của thành phố. Sở Tư pháp đã phối hợp với các chi đoàn hoặc là các cơ quan đơn vị có liên quan để tuyên truyền nâng cao nhận thức của công dân về lợi ích nộp hồ sơ trực tuyến, phương thức thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, qua đó góp phần vào công tác chuyển đổi số của sở cũng như là của thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời tháo gỡ và khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ công dân giải quyết các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, từ thực tiễn hoạt động, tổ chức đoàn tại địa phương cũng đã đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất xây dựng các ứng dụng phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, giải quyết các bài toán về phát triển thành phố. Trong đó, bên cạnh việc đẩy mạnh hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên, thành đoàn Đà Nẵng cũng tăng cường các mô hình chuyển đổi số hướng về cơ sở, phát huy vai trò sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số. Thực hiện cái chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số thì Hòa Vang cũng sẽ thực hiện số hóa các địa chỉ đỏ, đó là các bi di tích lịch sử rồi các cái di tích văn hóa ở trên địa bàn huyện với 33 cái di tích. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu tại các tiểu thương của chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Minh thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng các mã QR code, các mã thanh toán cho các tiểu thương của chợ. Với phương châm, đoàn viên thanh niên phải là lực lượng tiên phong, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần số, kỹ năng số đến với mọi người, mọi nhà. Tổ chức đoàn tại địa phương xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian vừa qua, thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp cùng với lại Sở Thông tin Truyền thông và các cấp, các ngành có liên quan để tổ chức tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đối với lại cán bộ đoàn, làm sao để các bạn cũng như các bộ đoàn phải hiểu cho được về cái chuyển đổi số là như thế nào. Thì từ đây là cái vai trò của tổ chức đoàn để đóng góp cho chính quyền, cho xã hội về những cái năng lực số để đóng góp cái sức trẻ của mình trong cái chuyển đổi số trong thời gian sắp tới. Với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần xung kích, trách nhiệm, tuổi trẻ Đà Nẵng quyết tâm đóng góp sức mình vào quá trình phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, trở thành lực lượng tiên phong đi đầu trong xây dựng thành phố Đà Nẵng thông minh, hiện đại.